Cô chào tất cả các em thân mến. Bài học ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em phần thực hành tiếng Việt trong bài 4, ngữ văn 9, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Và trong bài học ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn các em đơn vị kiến thức về cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp. Trong bài Người con gái Nam Xương, bi kịch của một con người thì khi mà phân tích những cái bằng chứng mà đưa ra để làm sáng tỏ vấn đề thì cô có nhắc đến hai thông tin. Thông tin thứ nhất là bằng chứng được trích dẫn trực tiếp. Thông tin thứ hai là bằng chứng được trích dẫn gián tiếp. Thế vậy thì có lẽ là khi học bài đó thì cũng sẽ có rất nhiều bạn là rất là băn khoăn, đúng không nhỉ? Là băn khoăn là không biết là vì thế nào là dẫn trực tiếp, thế nào là bằng chứng được dẫn gián tiếp, thì đó chính là đơn vị kiến thức ngày hôm nay chúng ta sẽ học. Một là nhận biết cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp. Bạn nào theo dõi video của cô thì Kem biết là tất cả những chữ màu xanh dương trên màn hình đó là phần mà Kem ghi chép. Thế nên Kem có thể chủ động nhé. Nhận biết. Đọc trong phần tri thức văn thì Kem có thể thấy cách dẫn trực tiếp là sử dụng nguyên văn từ ngữ, câu, đoạn của một văn bản gốc vào cái bài viết, bài nói của mình. Sử dụng nguyên văn từ ngữ này, câu văn này hoặc đoạn văn của một văn bản nào đó vào trong bài viết và bài nói của mình. Và trong bài viết thì cái phần mà dẫn trực tiếp cần đặt trong dấu ngoặc kép. Nếu như mà mình trích một cái câu văn của ai đó, câu nói, câu thơ, câu văn của tác phẩm nào đó vào trong bài viết của mình thì cái đồ chỗ trích chỗ nào thì chỗ đó chúng ta phải đặt trong ngoặc kép. Ví dụ, Hoài Thách nói rõ quan điểm của ông về phê bình, hai chấm. Điều tôi ngại nhất là mang tên nhà phê bình, hai chữ phê bình sao nghe nó khó chịu quá. Đây chính là tác giả Đỗ Đức Hiểu đang trích dẫn nguyên văn câu nói của Hoài Thanh. Bởi vậy mà cái câu nói của Hoài Thanh chính là cái bộ phận màu đỏ trên màn hình đấy. Chính bởi vậy mà câu nói của Hoài Thanh được đặt trong dấu ngoặc kép. Đấy gọi là trích dẫn trực tiếp. Đây, các em nhìn thấy nhé. Cách dẫn gián tiếp là sử dụng ý tưởng của người khác và diễn đạt lại theo cách của mình. Sử dụng ý tưởng của người khác, tức là câu nói của người khác. Thế nhưng mà mình viết lại câu nói đó bằng cách diễn đạt của mình. Em mới hiểu như vậy. Giống như là mình xem bộ phim, sau đó mình kể lại cái nội dung bộ phim đó cho người khác nghe. Thì đấy gọi là sử dụng ý tưởng của người khác và diễn đạt lại theo cách của mình. Trong cách dẫn gián tiếp thì tuy có thể diễn đạt lại nhưng người dẫn vẫn cần thể hiện một cách trung thành. Tức là khi mà diễn đạt lại không được làm sao mà không được diễn đạt sai ý mà cần phải diễn đạt một cách trung thành ý tưởng của văn bản gốc. Và phần dẫn gián tiếp đó sẽ không đặt trong dấu ngoặc kép vì là chúng ta không dẫn nguyên văn, chỉ là dẫn lại cái ý tưởng của họ bằng lời văn của mình thôi nên không đặt trong dấu ngoặc kép. Ví dụ, Maskowski đã kể chuyện ông đọc nhiều như thế nào trước khi thành nhà văn lớn. Muốn học giỏi văn phải bắt đầu bằng việc đọc văn. Ở đây thì tác giả Trần Đình Sử đã dẫn lại câu nói của Maskowski. Thế nhưng không phải dẫn nguyên văn. Đấy, ông đã đọc nhiều như thế nào trước khi thành nhà văn lớn. Nhắc lại cái ý tưởng của Musk đó. Đấy, bởi vậy mà vì là chỉ nhắc lại ý tưởng, dùng lời văn của mình để nhắc lại câu nói của Musk, bởi vậy mà không đặt trong ngoặc kép thì đây gọi là dẫn gián tiếp. Như vậy thì phần tri thức ngữ văn đã cung cấp cho các em hai cách dẫn, một cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp. Cách dẫn trực tiếp thì phải đặt trong ngoặc kép và đã đặt trong ngoặc kép thì phải trích dẫn một cách chính xác. Dẫn gián tiếp không cần đặt trong ngoặc kép và các em chỉ cần nhắc lại trung thành với cái nội dung mà tác giả của người đó nói mà thôi. Đấy, đấy gọi là dẫn gián tiếp. Chúng ta sang phần 2 là chuyển đổi từ cách dẫn trực tiếp sang cách dẫn gián tiếp. Chuyển đổi từ cách dẫn trực tiếp, không có chuyển đổi từ cách dẫn gián tiếp sang nhé, bởi vì cách dẫn gián tiếp vốn dĩ đã là dùng lời văn của mình rồi, chúng ta không thể nào mà biến từ cách dẫn gián tiếp sang cách dẫn trực tiếp được, mà chỉ có là chuyển đổi từ cách dẫn trực tiếp sang dẫn gián tiếp mà thôi. Ví dụ, em ấy chuyển từ cách dẫn trực tiếp trong ngữ liệu sau sang cách dẫn gián tiếp đấy, và từ đó sẽ nhận xét ra cái cách để chúng ta chuyển đổi. Hoài Thanh nói rõ quan niệm của ông về nhà phê bình. Điều tôi ngại nhất là mang tên nhà phê bình, hai chữ phê bình sao nghe nó khó chịu quá. Đây là cách dẫn trực tiếp. Và bây giờ chuyển đổi như sau.
Trong thi nhân Việt Nam, Hoài Thanh bày tỏ sự ngại ngùng khó chịu khi được gọi là nhà phê bình. Em nhìn thấy hai câu văn, một bên là dẫn trực tiếp và một bên là dẫn gián tiếp. Và trong phần dẫn gián tiếp thì tất cả những câu nói của Hoài Thanh bắt đầu từ chỗ điều tôi ngại nhất là mang tên nhà phê bình, hai chữ phê bình sao nghe khó chịu quá, thì được tác giả viết lại là Hoài Thanh bày tỏ sự ngại ngùng khó chịu khi được gọi là nhà phê bình. Đấy, đơn giản như vậy thôi. Nghĩa là trung thành với cái nội dung ý tưởng, còn thì mình có thể sử dụng những cái từ cũng hoàn toàn khác, không cần phải, không phải, không nên và cũng không cần phải giống y nguyên như phiên bản gốc. Đây đây, cô đã chỉ ra đây. Đây chính là những cái bộ phận dẫn trực tiếp, và đặc biệt nhất là ta biết được bộ phận dẫn trực tiếp này ở trong cuốn thi nhân Việt Nam nên ta dựa vào điều đó. Và cũng chính bởi vậy mà cái chữ thi nhân Việt Nam ấy được đặt trong ngoặc kép. Chữ thi nhân Việt Nam đặt trong ngoặc kép không phải là trích dẫn để dẫn trực tiếp, mà đây là tên tác phẩm. Tên tác phẩm thi nhân Việt Nam. Đấy, không có giờ kem được bảo ô chứ sao ở trong cái phần dẫn trực tiếp à, dẫn gián tiếp cô giáo vẫn thấy có cái dấu ngoặc kép ở đó. Chúng ta sẽ rút ra lưu ý khi chuyển từ cái dẫn trực tiếp sang dẫn gián tiếp. Thứ nhất, đây bây giờ kem quay trở lại cái văn bản này, kem sẽ thấy đây, kem nhìn thấy. Đây, trong cái phần cô chỉ lại phần này không có rồi sợ cái chuyển từ dẫn trực tiếp sang dẫn gián tiếp là phần khó nhất đấy kem. Trong cái phần dẫn trực tiếp ấy, thì kem thấy chỗ này này có dấu ngoặc kép này, có dấu hai chấm này. À, thế rồi kết thúc cũng có dấu ngoặc kép này, dấu ngoặc kép này. Đấy. Thế bà khi chuyển sang thì kem thấy là bên này đã hết rồi. Bên này không còn. Bên này kem thấy là đã bỏ. Bên này là đã bỏ. Đây bên này thì không có. Không có dấu ngoặc kép nữa. Và cũng không có dấu hai chấm nữa. Không có dấu hai chấm nữa. Em nhìn thấy phải không? Nó không còn dấu ngoặc kép. Không có dấu hai chấm. Bỏ đi. Đấy. Tiếp. Em nhìn thấy tiếp này. Ở bên dẫn trực tiếp này có từ tôi này. Tôi là ngôi xưng hô thứ nhất. Ngôi xưng thứ nhất bởi vì là đây là câu nói của Hoài Thanh. Hoài Thanh nói. Thế và tác giả Đỗ Đức Hiểu là trích lại câu nói của Hoài Thanh nên là phải để nguyên từ tôi. Thế nhưng mà khi sang lời dẫn gián tiếp đây, cái bộ phận đó được chuyển sang bắt đầu từ đây. Đấy, thì sẽ không còn từ tôi nữa, em nhìn thấy. Sẽ không còn từ tôi nữa. Bởi vì ở đây không phải là đang nhắc lại lời của Hoài Thanh mà chỉ là diễn đạt lại cái câu nói là thôi, thế nên sẽ không còn từ tôi nữa. Đấy là những cái lưu ý thì qua đây chúng ta sẽ tiếp tục đi trình bày. Đây, từ từ đợi cô xóa bỏ. Cô xóa bỏ những cái này đã để chúng ta sẽ đi vào bài tiếp theo. Chúng ta sẽ đi vào ngoài đây. Khi chuyển từ dẫn trực tiếp sang dẫn gián tiếp, thứ nhất, lược bỏ dấu ngoặc kép, dấu hai chấm mà đánh dấu phần dẫn trực tiếp. Phần này lúc nãy cô vừa hướng dẫn kem, bỏ dấu ngoặc kép, dấu hai chấm. Diễn đạt lại nội dung cái phần dẫn trực tiếp sao cho thích hợp, đảm bảo trung thành với ý được dẫn trong văn bản gốc. Diễn đạt lại nội dung nhé. Miễn sao là trung thành với văn bản gốc là được. Lưu ý, phân biệt cách dẫn trực tiếp với lời thoại của nhân vật. Lời thoại của nhân vật trong truyện ấy thì thường đặt sau dấu hai chấm và thường được viết tách thành dòng riêng có dấu gạch đầu dòng ở đầu lời thoại. Thế còn lời dẫn trực tiếp thì được là đặt trong dấu ngoặc kép. Cô giáo lấy ví dụ thế này, kem ra, kem nhìn thấy đây. Trên màn hình của cô ấy là cùng một ví dụ và hai cách dẫn, cùng một ví dụ và hai cách dẫn. Ở ví dụ thứ nhất đây, hôm sau Linh Phi lấy một cái túi bằng lụa tía đựng 10 hạt minh châu, sai sứ giả Xích Hỗn đưa Phan ra khỏi nước. Vốn nương nhân đó cũng đưa gửi một chiếc hoa vàng mà dặn nhờ nói với hộ với chàng Trương, nếu còn nhớ chút tình xưa nghĩa cũ, xin lập một đàn dại oan ở bên sông, đốt cây đèn thần chiếu xuống nước, tôi sẽ trở về. Đây chính là dẫn trực tiếp, bởi vì tác giả đặt cái câu dẫn đó vào trong ngoặc kép. Tác giả đặt nó trong ngoặc kép này. Đấy, tác giả đặt nó trong ngoặc kép này. Đấy là dẫn trực tiếp. Đây, tôi đọc thế để kem thuật. Còn ở phần bên, tại em nhìn thấy đây là lời đối thoại của nhân vật. Và trong cái phần này tại sao mình nhận ra lời đối thoại? Em thấy có hai chấm này, sau đó xuống dòng này, có thấy dấu gạch đầu dòng này, ngăn cách rất là rõ ràng, cùng một nội dung, cùng một ý tưởng. Thế và cô phân biệt để em hiểu đâu là lời đối thoại và đâu là lời dẫn trực tiếp của nhân vật. Và em đã rõ phần này chưa? Rồi, cô sẽ xóa bỏ cái này để chúng ta sẽ tiếp tục chuyển sang phần tiếp theo.
ta sang phần 3 là phần luyện tập. Ở trong phần luyện tập này chúng ta sẽ cùng làm bài tập số 1. Bài 1, xác định phần dẫn cho các câu sau. Cho biết phần dẫn đó được dẫn theo cách trực tiếp hay gián tiếp và dấu hiệu nào giúp em nhận ra điều đó. Nói như vậy là ở bài phần thực hành tiếng Việt này, các em cần nhận ra được đâu là dẫn trực tiếp, đâu là dẫn gián tiếp. Thứ hai là chuyển được từ dẫn trực tiếp sang dẫn gián tiếp. Và tất nhiên là trong phần vận dụng thì các em cần phải viết đoạn văn có sử dụng để dẫn trực tiếp hoặc để dẫn gián tiếp, phải không? Ở bài tập số 1, khi chồng ra đi, nàng giãi bày nỗi niềm của mình. Hai chấm mực và kép. Chàng đi chuyến này, thiếp chẳng dám mong đeo bậc ấn phong hầu, chỉ xin ngày về mang theo được hai chữ bình yên, thế là đủ rồi. Đây là tác giả Nguyễn Đăng Na trong tác phẩm Người con gái Nam Xương, một bi kịch con người đã trích dẫn. Vậy, các em đã nhận ra được đây chính là bộ phận dẫn trực tiếp. Đây chính là bộ phận dẫn trực tiếp, bởi vì dấu hiệu các em nhận thấy, dấu hiệu nhận thấy là được đặt sau dấu hai chấm và trong dấu ngoặc kép. Để đặt sau dấu hai chấm và trong dấu ngoặc kép. Đấy là phần dẫn em làm ở phần A. Sang phần B. Theo như lời thầy giáo của tôi bảo, người La Mã xưa kia nuôi ong trong những cái tổ bằng đồng hình chiếc vải, có đục thủng nhiều hàng lỗ con vòng quanh miệng, quanh đáy. Đây là trong bài trong bài Đất Sừng Phương Nam của tác giả Đoàn Giỏi. Em không nhìn thấy một cái dấu ngoặc kép nào cả. Vậy đây chính là phần dẫn gián tiếp. Phần dẫn bắt đầu từ chỗ người La Mã xưa kia nuôi ong cho đến hết. Đây là phần dẫn. Và cách dẫn là dẫn gián tiếp. Dấu hiệu là có lời chỉ dẫn theo như lời thầy giáo của tôi bảo. Và thứ hai nữa là phần dẫn không được đặt trong ngoặc kép. Đấy. Sau bài tập số 2, hãy chuyển cách dẫn trực tiếp sang cách dẫn gián tiếp. Nỗi oan của Vũ Nương sẽ còn đeo đẳng mãi lấy nàng nếu như không có một đêm tình cờ đứa bé lại nói cha đàn lại đến kia kìa. Cha đàn lại đến kia kìa, đây chính là phần dẫn. Bởi vậy mà các em cơ bản nhất các em biến đổi phần này thôi. Cơ bản nhất các em biến đổi phần này. Các em biến đổi cả câu cũng được. Còn nếu không các em chỉ em giữ nguyên cái bộ phận chuyển. Đấy. Và chỉ thay đổi cái bộ phận dẫn mà thôi. Nỗi oan của Vũ Nương sẽ còn đeo đẳng mãi lấy nàng nếu như không có một đêm tình cờ đứa bé nói cha của nó lại đến rồi. Kem thấy có sự thay đổi. Đấy. Cô chỉ thay đổi cụm từ cha đản lại đến kia kìa bằng cha của nó lại đến rồi. Đấy nhá. Thế để kem sẽ nhận ra cái cách chuyển. Thứ hai. Thủ lĩnh da đỏ Sĩ Ết-tơn đã khẳng định đối với đồng bào tôi, mỗi tấc đất là thiêng liêng, mỗi lá thông óng ánh, mỗi bờ cát, mỗi hạt sương long lanh trong những cánh rừng rậm rạp, mỗi bát đất ngang là tiếng và tiếng thì thầm của côn trùng là những điều thiêng liêng trong ký ức và kinh nghiệm của đồng bào tôi. Ở trong câu này á, thì bộ phận dẫn bắt đầu từ chỗ đối với đồng bào tôi. Đấy, bộ phận dẫn bắt đầu từ đấy. Và đương nhiên mình chuyển từ đấy thôi. Trong phần này có dấu hai chấm, dấu ngoặc kép, kem phải bỏ nó đi. Cái từ tôi, kem lưu ý ở đây cô sẽ hướng dẫn cẩn thận chỗ này cho kem lần sau để kem cần làm. Thứ nhất là cái dấu hai chấm này này, dấu ngoặc kép này kem phải bỏ này. Thứ hai là cái từ tôi này này, kem cũng phải thay đổi, kem không thể để nguyên được cái từ tôi này. Đấy, ít ra là về thế. Từ tôi đậm thế này, từ tôi đậm thế này. Kem phải bỏ nó đi. Kem thay vào đó bằng cái từ khác, ví dụ như là với thủ lĩnh đối với người da đỏ, bởi vì là Sĩ Ết-tơn chính là thủ lĩnh của người da đỏ mà, thì cái từ tôi đây á, tôi đây chính là thủ lĩnh đó. Hoặc là kem có thể dùng cụm từ người da đỏ, hoặc là kem có thể diễn đạt cái khác, nghĩa là kem không được có từ tôi nữa, nó một cách đơn giản không có từ tôi nữa. Thì vậy thay đổi như sau, chuyển sang cách dẫn gián tiếp như sau. Đây. Thủ lĩnh da đỏ Sĩ Ết-tơn đã khẳng định rằng đối với đồng bào của ông, đấy cô thêm bằng từ ông đó, đối với đồng bào của ông, từ cô bỏ cái màn hình không có nó che mất chữ của em rồi. Đối với đồng bào của ông, mỗi tấc đất là thiêng liêng, mỗi lá thông óng ánh, mỗi bờ cát, mỗi hạt sương long lanh, những cánh rừng rậm rạp, mỗi bát đất hoang và tiếng thì thầm côn trùng là những điều thiêng liêng trong ký ức và kinh nghiệm của đồng bào ông. Ở đây rất đơn giản. Đơn giản ở chỗ là cô chỉ bỏ dấu ngoặc kép, dấu hai chấm và thay từ tôi bằng từ ông xong. Như vậy là không phải là cô đạo văn, không phải là cô sao chép nguyên văn là được rồi. Đúng không? Cô đã chuyển từ dẫn trực tiếp sang dẫn gián tiếp đấy. Đấy. Ta sẽ tiếp tục sang phần tiếp theo nhé. Phần C. Trong thi nhân Việt Nam,
Hoài Thanh đã bộc lộ thành thực một tâm trạng. Dầu có ùa thơ người này hay người khác, mỗi lúc buồn lên tôi lại trở về với Lưu Trọng Lư. Có những bài thơ cứ vương vấn trong tâm trí tôi hàng tháng, lúc nào cũng như văng vẳng bên tai, bởi vì thơ Lư nhiều bài thực không phải là thơ, nghĩa là những công trình nghệ thuật mà chính là tiếng lòng thổn thức, cùng hòa theo tiếng thổn thức của lòng ta. Trong phần này kem phân biệt cho cô này, không phải cứ nhìn thấy dấu ngoặc kép là kem chuyển đâu nhé. Đây này, dấu ngoặc kép thứ nhất, thi nhân Việt Nam. Dấu ngoặc kép này là đánh dấu tên tác phẩm, chứ không phải là đánh dấu lời dẫn trực tiếp nhé. Đây mới bắt đầu dẫn trực tiếp này này. Dẫn trực tiếp có dấu hai chấm và dấu ngoặc kép. Đây mới là dẫn trực tiếp này. Đấy. Thế còn thì thi nhân Việt Nam là tên tác phẩm, cái mày phân biệt được tên tác phẩm bao giờ người ta cũng 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 phải đặt ở trong dấu ngoặc kép mà. Và trong cái phần này á, em nhìn thấy cũng có từ tôi này. Tôi này. Đó. Em có thể thấy là chúng ta phải bỏ đi. Em muốn chuyển thế nào thì chuyển, thì em cũng phải bỏ đi. Thì chúng ta sẽ làm được thôi. Nào bây giờ cô sẽ hướng dẫn đây. Trong thi nhân Việt Nam, Hoài Thanh đã bộc lộ thành thực tâm trạng của ông. Đấy, thành thực tâm trạng của ông. Đó là dầu có ưa thơ người này hay người khác, mỗi lúc buồn đến ông lại trở về với Lưu Trọng Lư. Có những bài thơ cứ vương vấn trong tâm trí ông hàng tháng, lúc nào cũng văng vẳng bên tai, bởi vì đối với ông, thơ của Lưu Trọng Lư nhiều bài không phải là thơ, nghĩa là những công trình nghệ thuật mà chính là tiếng lòng thổn thức cùng hòa theo tiếng lòng thổn thức trong lòng mỗi người. Thêm vào đấy, cô đang thêm vào một số từ ngữ để không phải là sao chép nguyên văn. Đấy cũng là một cách. Vậy em sẽ nhìn vào qua những cái bài tập này thì em có thể thấy là có thể là dùng nguyên văn khi mà chuyển từ lời dẫn trực tiếp sang dẫn gián tiếp ấy, có thể là dùng nguyên văn lời văn của mình để diễn đạt lại cái phần dẫn đó. Cách thứ hai, có thể chỉ cần bỏ dấu ngoặc kép, dấu hai chấm và thay đổi ngôi xưng hô thôi là xong. Nếu như trong đoạn văn có từ tôi, kem bỏ đi và kem thay vào đó bằng từ khác cho hợp lý. Cách thứ ba, kem có thể thêm vào bớt đi một số từ, thêm vào một số từ, thậm chí thay đổi vị trí của một số từ trong câu hoặc một số câu trong văn bản. Em muốn làm nào thì được, miễn là không phải sao chép nguyên văn thì đấy đều là dẫn gián tiếp. Chúng ta sang bài tập số 3. Viết đoạn văn nghị luận khoảng 5 đến 7 câu có nội dung liên quan đến ý kiến dưới đây. Và trích dẫn ý kiến đó theo cách dẫn trực tiếp hoặc dẫn gián tiếp. Cái tài của Nguyễn Dữ là ông đã dung hòa được hiện thực với ước mơ giữa cái tồn tại với cái ảo ảnh. Đây chính là câu văn ở trong tác phẩm Nguyễn Đăng Na, Người con gái Nam Xương, một bi kịch của con người. Trích dẫn ý kiến đó theo cách dẫn trực tiếp hay gián tiếp. Thì cô nói thật với các em, nếu như mà đề bài mà yêu cầu các em là viết đoạn văn sử dụng cách dẫn trực tiếp hay dẫn gián tiếp ấy, thì dễ nhất đó là người ta dẫn trực tiếp. Dẫn trực tiếp chúng ta chỉ cần bê nguyên si cái câu nói này vào thôi. Các em viết thêm một vài câu văn có lời dẫn để làm sao cho hợp lý và bê nguyên si câu nói này vào. Thế là hoặc là trở thành dẫn trực tiếp thôi. Và với bài tập này thì đây chính là yêu cầu phần vận dụng. Khi học về cách dẫn trực tiếp, cách dẫn gián tiếp, em cần phải nhận ra nó là một. Thứ hai là phải chuyển đổi được từ cách dẫn trực tiếp sang cách dẫn gián tiếp. Và thứ ba là các em phải viết được đoạn văn có sử dụng mà cách dẫn trực tiếp hoặc cách dẫn gián tiếp. Thế vậy thì ở đây các em cần viết đoạn văn có độ dài khoảng từ 5 đến 7 câu. Và với nội dung là tài năng của Nguyễn Dữ trong việc dung hòa được yếu tố hiện thực và ước mơ tồn tại với ảo ảnh. Và trích dẫn ý kiến trên theo cách dẫn trực tiếp hoặc gián tiếp. Đấy là hội ý nghĩa ở bài 3 để các em có thể biết. Và trên đây là một cái đoạn để tham khảo nhé. Đây chỉ là một đoạn tham khảo thôi. Nguyễn Đăng Na từng cho rằng cái tài của Nguyễn Dữ là ông đã dung hòa được hiện thực với ước mơ giữa cái tồn tại và cái ảo ảnh. Đấy, cô trích dẫn luôn đó. Quả thật đây cũng chính là một nét đặc sắc mà chưa một tác phẩm truyện kỳ ảo nào có được. Nguyễn Dữ vốn là một nhà văn nhân đạo, ông sẽ không để nhân vật mang cốt cách đẹp phải chết bệnh viện. Chính vì vậy ông mới để cho Vũ Nương được sống lại, được gặp gia đình, nhưng chỉ được đứng từ xa và biến mất trong ảo ảnh. Chính từ sự kết hợp ấy mới thật sự làm cho những bi kịch trong tác phẩm của ông đau đớn dai dẳng trong lòng người đọc. Đây là cô đã lấy một minh chứng viết một đoạn văn trong đó có sử dụng cách dẫn gián tiếp. Đã, à, cái dẫn trực tiếp, cô xin lỗi, các em có thể tham khảo. Ngoài ra, các em có thể vận dụng một cách sáng tạo hơn để làm sao cho đoạn văn của các em nó phù hợp với cái năng lực sở trường của các em.
chúng ta có một cái phần vận dụng. Vận dụng này thì tùy theo yêu cầu của các thầy cô giáo ở trên lớp, có thể là yêu cầu các em sưu tầm một số lỗi về cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp. Cái phần này thì các em sẽ lưu ý cô mở rộng thêm để các em hiểu này. Trong quá trình các em viết một bài văn ý, đặc biệt nhất là những cái bài văn nghị luận văn học ý. Nghị luận văn học thì các em thường xuyên sử dụng cách dẫn trực tiếp, các em lưu ý. Và khi mà các em muốn lấy một câu văn nào đó trong tác phẩm truyện thì các em phải để nó vào trong mặc kép, các em lưu ý. Ngoài ra các em cũng có thể là đưa dẫn chứng bằng cách là kể lại một cái sự việc, một cái chi tiết nào đó trong tác phẩm. Và khi các em kể lại thì các em không cần phải đặt trong mặc kép, và khi đó các em đã làm nhiệm vụ là cách dẫn gián tiếp rồi đấy. Bài nghị luận văn học đối với bài 4 mà chúng ta đang học ấy, thì sau này cái phần viết chúng ta cũng là viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học mà. Thế thì khi mà các em viết một đoạn văn, bài văn phân tích một tác phẩm văn học thì đương nhiên các em phải dẫn rồi, phải dẫn trực tiếp hoặc dẫn gián tiếp rồi. Đó, các em sẽ chú ý, và đấy chính là yêu cầu. Và khi chúng ta học bài này rồi thì khi các em muốn trích dẫn một câu văn, một câu nói nào đó trong tác phẩm thì nguyên tắc các em phải đặt trong mặc kép để tránh bị đạo văn, các em lưu ý. Ở đây á, thì cũng có thể là sẽ có các thầy cô giáo sẽ giao cho các em một nhiệm vụ là thử thách trí nhớ, chia lớp thành các cái đội để cho các em nhận biết cách dẫn trực tiếp, cách dẫn gián tiếp, và cho các em chuyển đổi từ cách dẫn trực tiếp sang cách dẫn gián tiếp. Thì phần này nó phụ thuộc vào các thầy cô giáo có tổ chức cho các em một trên lớp hay không. Thế còn phần này thì qua cái phần online thì không có học sinh trước mặt, bởi vậy mà cô sẽ không tổ chức bài học này cho các em nữa. Bài học của cô đến đây là kết thúc. Rất cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Chào và hẹn gặp lại các em.